Và điểm mấu chốt ở hai đầu gọng kính này, chị Lân có xử lý đặc biệt, xử lý chuyên môn để cho đeo vào êm ái. Chị Lân trân trọng giới thiệu đây là chiếc kính mà chị Lân mới vừa thực hiện hoàn thiện chế tác, với một cái kính đơn giản nhưng vô cùng tinh tế, đẹp, sang. Mẫu kính này sẽ phù hợp với tất cả mọi người. Và với những kinh nghiệm chuyên môn của chị Lân trong việc chế tác, chuyên chế tác sản phẩm từ vàng nguyên khối AU750 và những viên kim cương hoặc xoàn tuyển chọn, và nhất là với những mẫu kính mà chị Lân đã thực hiện rất nhiều để bàn giao với rất nhiều quý khách, thì đây là một mẫu kính mà chị Lân đã tổng hợp lại tất cả những cái gì cần thiết nhất cho một chiếc kính. Đó chính là sau khi chúng ta đeo kính vào thì cảm giác phải thoải mái. Và một cái điểm mà cực kỳ quan trọng trong cái quan trọng đó chính là giảm được cái sự tuột kính. Thì đó là những cái mà khi sử dụng kính hầu như ai cũng vậy, cũng muốn là kính đeo phải thoải mái và giảm sự tuột. Thì đây là một sự nghiên cứu và hoàn thiện một cách tỉ mỉ, tinh tế từ chất lượng, từ công năng sử dụng, và kính này đủ đảm bảo tất cả những tiêu chí, những yếu tố đó để phục vụ cho tất cả quý khách đam mê cũng như là bắt buộc sử dụng kính. Càng gọng kính này khi mà Kỳ Lân thực hiện thao tác khép lại, mở ra đều cho chúng ta cảm nhận được và thấy được đó là sự cao cấp luxury. Quan trọng là cái chỗ bản lề này Kỳ Lân đã hoàn thiện một cách tuyệt vời. Và điểm mấu chốt ở hai đầu gọng kính này, Kỳ Lân có xử lý đặc biệt, xử lý chuyên môn để cho đeo vào êm ái, giảm được sự tuột.